Tập đoàn điện tử Toshiba mới đây vừa tuyên bố là sẽ cắt giảm gần 7.000 nhân sự sau khi báo lỗ cả năm vào gần 550 tỷ yên. Theo thông báo của Toshiba, sau vụ bê bối kế toán gây chấn động, hãng sẽ tái cơ cấu lại công ty, sau đó sẽ tập trung vào phát triển chip xử lý và năng lượng hạt nhân. Gần 7.000 nhân sự sẽ bị cắt giảm, chủ yếu trong mảng thiết bị điện tử tiêu dùng. Hãng cũng sẽ bán đi nhà máy sản xuất TV tại Indonesia, đồng thời cắt giảm hơn 10.000 nhân sự thuộc bộ phận PC và hạt nhân, bao gồm tuyên bố cắt giảm trước đó và những người muốn nghỉ hưu sớm. Do chi phí tái cơ cấu, lỗ ròng của Toshiba năm nay dự kiến khoảng 550 tỷ yên, tương đương 4.53 tỷ đô la Mỹ. Thông qua tái cơ cấu, chúng tôi hy vọng gây dựng lại được lòng tin của các cổ đông và trở lại là một doanh nghiệp mạnh mẽ. Thật không dễ để đưa ra quyết định sa thải, nhưng tôi tin đó là điều cần thiết cho Toshiba trong thời điểm này. Cổ phiếu của hãng đã giảm 40% kể từ khi tin tức về vụ bê bối tài chính bị lan truyền. Sau khi bị phanh phui thổi phồng lợi nhuận từ hồi năm 2008 đến 2009, ban lãnh đạo công ty đã lên tiếng từ chức. Công ty này đã gian dối trong việc khai báo lợi nhuận kinh doanh lên con số gần 1,3 tỷ đô la Mỹ.